Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân Nguyễn Văn Hùng và Lê Văn Dũng chiều nay tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu. Cử tri phường Hòa Thuận Tây kiến nghị thành phố quan tâm đến mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và nâng mức phân bổ mức chi hành chính đối với cấp phường. Liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đô thị, cử tri kiến nghị thành phố quan tâm triển khai dự án đường Đặng Thùy Trâm, đầu tư sửa chữa đường Thi Sách đã xuống cấp. Liên quan đến vệ sinh môi trường, cử tri kiến nghị công ty môi trường đô thị có phương án cụ thể việc thu gom chất thải rắn trong khu dân cư, quy định cụ thể thời gian thu gom rác thải. Cử tri cũng đề nghị thành phố có biện pháp chấm dứt việc nuôi cá lồng bè trên sông, chấn chỉnh tình trạng biển số nhà khu vực cuối tuyến đường Trần Nữ Vương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận những kiến nghị của cử tri phường Hòa Thọ Tây, đồng thời chia sẻ thêm một số giải pháp việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Trọng tâm là thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tập trung phát triển kinh tế trong tình hình mới. Từ đây đến cuối năm và những tháng đầu năm 2022, thì sẽ tiếp tục công tác phòng chống dịch, mặc dù bây giờ chúng ta cơ bản kiểm soát. Tuy nhiên là cái tiềm ẩn dịch bệnh nó vẫn rất là còn rất là phức tạp. Nhưng mà đi đôi với đó thì chúng ta cũng phải triển khai phục hồi phát triển kinh tế. Thành phố đã triển khai hai cái kế hoạch, một là kế hoạch phòng chống dịch, và thứ hai là kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế. Tích cực kêu gọi công tác đầu tư. Thì hiện nay thì trong năm 21 gặp khó khăn nhưng mà chúng ta cũng kêu gọi được 18 cái dự án lớn vào thành phố. Và tới đây cũng sẽ tiếp tục kêu gọi để các cái nhà đầu tư vào đầu tư thành phố theo đúng cái quy hoạch chung của thành phố đến năm 2045. Chúng tôi hiện nay là cũng đang hình thành các cái khu công nghiệp, các cái cụm công nghiệp để chúng ta chuyển đổi dần dần, không quá lệ thuộc vào dịch vụ và du lịch, để mà chúng ta phải hướng đến công nghiệp nữa, công nghiệp, công nghệ thông tin, rồi đổi mới sáng tạo, vân vân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh chủ trương của thành phố là tiếp tục hướng về người dân, hỗ trợ người dân sớm khắc phục khó khăn do dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, hiện nay thành phố đang rà soát và đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố mức chi hành chính phù hợp giữa cấp phường và cấp quận, nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách.